hello các bạn, chào mừng các bạn đến kênh Đa Dạng TV nha. Giờ hôm nay mình sẽ làm một công chuyện. Là gì? Làm gì? Cho nấu. Cho nhá. Cho ngã chi? Bữa giờ cũng làm biến quá. Làm biến. Giờ ở nhà còn có ba anh em mình, mình Ken với ông Nhã. Mà mình Ken với ông Nhã mà ông Nhã ông làm biến ngủ hoài. Ông chơi ông ngủ hoài. Ông ngủ biết mà rủ ông quay ông quay. Nhưng mà các bạn hiểu sao đó giờ. Hôm nay mình quất ông chiến nữa các bạn ơi. Bữa ông bị rồi giờ mình chơi ông lần nữa. Dạ. Gì? Trọng tẩn luôn. Bao rồi mày cho tẩn luôn. Đúng là con trai của ta. Gì vậy? Rồi, này gan các bạn nhẹ thôi. Giờ mình cho nhà nhẹ mình giao hữu chơi thôi các bạn ơi. Giờ mình chuẩn bị đồ nghề mình đặt cam nha các bạn. Bạn đừng chuyển kênh nha các bạn. Rồi, giờ mình vô tới chỗ của ông ngủ rồi các bạn ơi. Ba thằng Ken đi. Mặt cũng chết mới chịu rồi. Nãy giờ mày làm gì mày đi mua gì mà mệt. Tôi mua bột nè. Trời ơi bột tôi mua. Mua chuối nè. Lên đặt cam các bạn ơi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Cũng dây vô đôi dép cho con té nha mày. What? Ủa
lại đây. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Có phải tôi đánh cho mình ạ? Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhé. Ngoài ra không? Ngoài ra không? Đi chưa? Đi đâu mà đi? Ta ghen mệt. Để chơi ba nó luôn trời, mới thấy con gì kỳ. Quay hả? Kêu quay mà ngồi làm bí. Lần nào cũng kêu hả Ken? Nói quay sớm nha. Đi nha. Thôi tôi cho đồng nữa đó. Nhớ quay sớm nha. Tôi xử lý ông nữa đó, tôi với Ken đó. Để tôi nó cho anh ông được rồi. Quay quay luôn rồi. Đi ta. Cho anh là lề nghe Ken. Dạ. Anh em mình cho thành công rồi các bạn ơi. Mình chưa nóng mà nhìn mình nè. Hai một không. Xíu mình nè các bạn. Ướt nhẹp luôn rồi. Video cũng đã dài rồi các bạn ơi.
Dạ mong sai sót thì bạn thông cảm cho anh em mình. Mà chắc không sai đâu. Nhá chui sai. Hàng phải tập 27 giờ bây giờ. Đi cái này. Đứng cái ống cái này. Dạ anh em mình video cũng đã dài rồi. Mong các bạn cho mình một like và một share, một đăng ký nha các bạn. Bây giờ thì tạm biệt các bạn. Bye bạn.